shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello anh em, và chúng ta đã có mặt ở trên đảo Thiên Đường mọi người nhá. Ok, đối với cái đường bay thế này thì mình nghĩ là anh em nên dừng lại ở vị trí nào đây anh em. Mình nghĩ là chúng ta sẽ nhảy ở khu vực xưởng gỗ khá là ổn. Thì mình sẽ đợi đường bay nó bay lâu hơn xíu nữa, sau đó thì mình sẽ xuống xưởng gỗ nha. Ok này mọi người, từ xíu đây anh em, phải từ từ, chúng ta xuống xưởng gỗ là vừa. Cái đèn mà có lẽ là hơi xa ấy, thì nó đu cái cáp treo qua khá là ổn, anh em có cáp treo mà. Đầu trận thì cái việc mà anh em lựa chọn khu vực nhảy dù khá là quan trọng nhá, đặc biệt là ở càng rank cao thì các bạn sẽ cần phải tránh giao tranh đầu trận. Không như là đầu trận thì anh em nên loot cho mình được những cái trang bị ngon nhất. Đó mới là cái cách chơi nha anh em, từ từ. Đây, chuẩn bị xuống dưới nào. Cáp treo nó nằm ngay đây thôi anh em. Nhảy xuống cái qua xưởng gỗ rút đồ cho an toàn mọi người nhé. Đây ok, bên này thì đang rất là vắng và không có ai. Mình sẽ tranh thủ mình rút đồ ở đây đã. Xong làm mới qua xưởng gỗ nha anh em. Rút xong ở đây đã, đang gần mà. Chúng ta có mật khẩu EMP này. Rồi, ngon. Ổn phết nhỉ các bạn. Nòng súng này. Let's go nào. Bên này còn gì nữa không đây? Ồ, có mấy cây N94 nhá. Giáp 3 này. Ok luôn, MP10. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Đi nào mọi người. Từ này qua xưởng gỗ thôi. Qua bên này loot đồ thì phải nói với anh em là tuyệt đối an toàn luôn. Thoải mái luôn nha mọi người. Đây đây. Vì là bên này hiện tại bây giờ đã có ai đâu anh em. Thế nên là anh em có thể loot đồ ok nhá. Rồi đi nào. Mình xem mình kiếm thêm cái mũ với cái ba lô nữa. Giáp như này là chuẩn rồi. Ba lô 1 thôi, Sida thế. Thế lập tạm cái ba lô 2 xài đi. Thì các bạn là anh em với chiến thuật leo rank thần tốc, các bạn sẽ cần phải có mũ giáp ba lô level 3. Thế thôi anh em. Đó, hầu như là combo chuẩn mình nên chơi ấy. Đó là combo Ska với lại MP40. Với lại cái khẩu MP40 thì không còn lạ lẫm gì với anh em rồi. Hầu như là trận nào anh em cũng sử dụng phải không, bởi vì khẩu đấy bắn nó rất là đã, kiểu sấy xuyên giáp các thứ tốt. Đây bên này có gì đây anh em. Rồi ok này, thêm đạn tiểu liên này. Khá là ổn. Bên này có thêm máu nha anh em. Let's go. Thế phải kiếm cái mũ ngon tí. Mũ này Sida quá anh em. Thế trông cảm giác chán nhỉ anh em. Cái này anh em xem vòng boy tiếp theo nhé. Boy tiếp theo thu về đấy hả? Tí mình qua xong. Nói chung là cứ từ từ thôi anh em, bởi vì là vòng boss đầu tiên nó còn chưa xuất hiện nữa cơ. Nãy là mình dùng cái hộp thông tin mình xem kìa. Quầy đậu xanh. Boss thứ 3 này. Đúng thứ mình cần luôn, ngon dã mà luôn anh em ạ. Tập này thì quá ổn luôn rồi nha các bạn ơi. Let's go nào. Qua bên này coi. Chúng ta có gì đây? Tên, thêm tí máu này, 6 tí máu. Tập này là ổn rồi. Mình thiếu mấy khẩu Ska nữa. Phần mát thì bắn cũng được thôi, nhưng mà cảm giác bắn Ska nó chuẩn hơn. Mình chơi quen khẩu Ska hơn anh em ơi. Let's go nào. Cùng kẹo xuống ra nào anh em. Tập này thì anh em cứ chạy qua cái khu vực trạm cứu hỏa trung tâm anh em rút đồ thì nó ổn thôi. Không có ai mình đâu anh em. Các bạn có thể là thoải mái tự do rút đồ nhé. Lại nấm hả? Đây tranh thủ ăn EP nó cũng rất là tốt nha mọi người. Nó sẽ giúp cho anh em thi thoảng anh em mất máu nó sẽ tự cộng vào nha. Rất tốt. Trong những cái pha giao tranh thì nó cũng khá là cần thiết. Nó sẽ hỗ trợ anh em bơm máu một phần mà. Nhiều khi các bạn bắn nhau chỉ hơn thua đúng kẻ địch vài máu thôi thì anh em đã đai. Đó. Nên là lúc đấy thì các bạn mới thấy là tác dụng của cái gì nhỉ anh em, FP nó quan trọng thế nào. Đây con đồng súng 2 này. Vứt khẩu lục đi nha. Con đơn giáp hả? Ăn luôn.
Ok này. Ủa đây có nón nữa hả? Lượm luôn anh em, tôi ngại gì đâu. Mình lấy của Ska này, hợp lý. Thế này là đúng chuẩn combo rồi, thiếu mỗi cái mũ thôi anh em. Làm sao để kiếm mũ 3? Đó mới là điều quan trọng. Chứ cái mũ 1 này anh em kiếm ở đâu chả được. Điều quan trọng là phải kiếm mũ 3 cơ, thế mới là chất chơi người rơi anh em ơi. Đây, bộ đầu tiên thì tầm này mới đang thu lại thôi, anh em có thể thoải mái từ từ rút đồ nhá. Chẳng có gì phải vội cả nhá. Qua đây con, xem còn gì nữa không, lượm nốt luôn chứ. Ok này, vứt cái băng đạn ra ngoài này. Ui, mũ 3 này, đủ đồ rồi anh em. Đủ đồ rồi thì vào bo thôi. Chứ còn sẵn nữa hả, đối với bo đầu tiên thì anh em chỉ nên chạy dìa bo thôi. Đó, các bạn không nên chạy thẳng vào bo trước làm gì cả. Bởi vì vào bo trước thì anh em cũng... mình thấy là không cần thiết lắm. Cứ chạy theo dìa bo thôi anh em. Tầm này thì anh em đi cầu dưới có vẻ an toàn hơn cầu trên rất nhiều nhá. Đi cầu dưới đi. Đó, hoặc anh em đung cấp treo sang thì khả năng anh em xanh mộng cũng khá là cao. Cái đường này cho nó chắc ăn anh em ơi. Nhờ. Đó là về chuyện bo đầu tiên, anh em cứ chạy từ từ thôi, không phải vội gì cả. Là bo đầu tiên nó thu khá là chậm, cũng như là cắt máu nó không đau. Không đau mấy, kiểu cảm giác bình thường thôi anh em. Ơ vãi trưởng, phía sau có người à? Gác. Tưởng không có ai. Qua đây anh hai mokeo cơ mà. Sẽ đi hộ cái. Sẽ đi hộ cái, sẽ đi hộ cái. Sẽ đi hộ cái này, sẽ đi. Sẽ đi anh à? Thấy anh hiểm bắn nạt à? Thích sẽ không? Thấy anh hiểm bắn nạt đó hả? Đứng đây cây nó. Pha này bắt buộc phải sơn nó rồi anh em. Bắt buộc phải sơn nó rồi. Chạy nổi không em? Pha này chính xác là bắt buộc phải sơn nó rồi anh em ơi. Đã không muốn giao tranh gì cơ mà thằng này. Cái đậu xanh nhà nó chứ anh em. Làm sao? Qua đây. Qua đây em ơi. Mau lốp à? Thấy nó rồi anh em, thấy nó rồi anh em. Mau lốp à? Mau nổi không? Qua đây. Không có bo à? Nhây bo à? Máu kìa anh em, đốt máu kìa. Nhây bo à? Cho nhây luôn, tôi với ông nhây này. Ai nhây hơn? Thích nhây bo à? Xem ai nhây hơn. Xem ai nhây hơn này. Xem ai nhây hơn này. Mình còn đấm anh em. Xem mình với nó ai nhây hơn. Cái đậu xanh nhà nó động và kẹo nó cũng ổn gì nhá. Nào, xem ai nhây hơn. Mình đã còn khá nhiều đấm nhé, không sợ, không sợ lắm. Nó chạy vào trong rồi anh em, nó chạy vào trong rồi. Mình cũng vào trong luôn, đậu xanh. Mất thì giờ của nhau quá cơ anh em, cái đậu xanh nhà nó chứ. Đâm ra mình đã tốn tí máu. Tôi kệ đi vào bo. Tần này vào bo cũng kịp à. Vào bo thôi anh em ơi. Không chơi với nó nữa. Chơi với nó tốn MP tí lệ mất công ăn thêm đấm à. Tần này thì vào bo thôi anh em. Tè, đây đây. Anh bỏ dưới mây. Vào bo thôi chứ sao nữa à. Đứng đấy nhây để mà hai đứa cùng đài, hai đứa cùng chết à, không chơi. Anh không chết thế em ơi. Rồi ok, đã đứng top 20 rồi. Giờ xem bo nó thua ở đâu để còn di chuyển nữa anh em. À đây con đấm này. Tranh thủ ăn tạm cũng khá là ổn. Uầy, bo ngay đây hả? Thế thì ổn rồi. Thế thì ổn rồi anh em, let's go nào. Tân này thì đối với con bo như này anh em sẽ di chuyển lên phía trên một xíu nhá. Có mấy cái trời canh vị trí cam rất là tốt luôn anh em. Thưa giờ mọi người, let's go. Lúc nãy là chơi hơi nhây thôi. Chơi nhây với nó thì anh em cũng kiểu như là chẳng có tác dụng gì cả. Chơi nhây có khi cả hai đứa cùng đai thế thôi. Đây là kẹo vừa vào bo trước rồi nha anh em. Ok này. Tầm này thì anh em cứ vào một chút mà ngồi thôi. Mình sẽ lên cái cho canh ở trên nhá. Bo cả một đống FP sợ gì. Nhưng mà tí nữa đến cái vòng bo tiếp theo nó sẽ cắt máu đau hơn nhá. Rồi qua đây đứng. Hợp lý.
Tập này thì anh em có thể là để thoải mái nghỉ ngơi đôi tay được rồi. Đồ mình khá là ngon này. Anh em từ trước có mũ giáp này, giáp chống nổ này, Valo 3 này, đó. Combo Ska MP40 cực ổn luôn. Tập này thì ngồi đây, quan sát xung quanh thôi anh em. Thế thôi. Đứa nào chạy qua mà hở ra một xíu anh em sấy luôn. Nó cũng đơn giản mà các bạn. Đây zoom to bo hơn xíu này. Mấy giây nữa thôi thì bo sẽ thu lại nha anh em. Ok, vòng bo tiếp theo đã bắt đầu thu lại rồi nhá. Tôi vẫn ngồi đây. Thì các bạn chú ý lắng nghe từ chân nha. Của đứa nó lên cái là anh em sấy luôn. Ê, ok. Cái này là cái drone thính nhá. Thôi kệ đi, nó gọi kệ nó anh em ấy. Anh em cứ ngồi yên ở đây. Đó là việc của anh em nha. Đây, bo vẫn đang thu lại nha. Nó nhanh hơn bo một xíu nè. Số nha, và đây nó là cái chiến thuật để cho anh em giúp leo rank thần tốc. Tức là các bạn đến với bo 2 này, anh em nên thủ thì sẽ tốt hơn. Còn bo 1 thì anh em chạy theo vị trí của rìa bo và vào bo chậm này. Bo 2 thì thủ thôi. Chiến thuật nó khá đơn giản. Cũng như là các bạn sẽ phải lượm thêm nhiều trang bị ngon nữa. Như ở đây thì Ska mình đang thiếu ngầm 1x nha. Còn lại combo Ska MP40 thì cũng ổn rồi. Thiếu ngầm 1x thôi. Chứ còn 1x thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhiều hơn nữa. Mong keo không có. Số hơi nhỏ. Chính ra là phải kiếm thêm mong keo cơ. Mong keo không có thì anh em chạy cảm giác khó khăn lắm. Chạy bo gặp chúng nó sấy tròn thì đừng có buồn luôn anh em. Được rồi nha mọi người, 12 người chơi nữa. Mình đã đứng top 13 rồi à? Cộng cũng chẳng được bao nhiêu, anh em phải sống dai hơn nữa cơ. Tầm này là vô chỗ nào đây anh em? Kiếm chỗ nào vào bo đẹp này. Ngoài này xung quanh không có người. Ôi thôi bán lộ vị trí rồi. Chuẩn bị chạy lẹ. Chạy thôi anh em ơi. Khi mà anh em đã bán lộ vị trí thì tất nhiên là các bạn sẽ phải di chuyển rồi. Không di chuyển nhanh thì chỉ có nước xanh mộ thôi anh em. Đấy, tầm này đã đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi cơ mà không có bóng keo. Cảm giác sợ vách trưởng rồi anh em, tôi thề luôn. Anh em không có bóng keo chắc là anh em cũng cảm giác sợ như tôi vậy. Đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi anh em. Let's go nào. Đó anh em cứ chạy thẳng vào giữa bo cho mình nhá. Tầm này thì kiếm chỗ nào đấy thủ ok là anh em ngồi thôi. Chứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ok. Đập sao lộn rồi anh em ơi, ngồi đây. Trên mặt có người nhưng mà mình kệ nó thôi, ngồi đây, chờ nhá. Ôi một đấy thế nam quỷ ông kia hạ nhiều cứu thế anh em. Thế còn lại có 6 người chơi thôi à. Ok, thầy giáo kẹo sẽ cố gắng top 1 nhá. Kệ thôi anh em, bởi vì là nhiều chướng ngại vật lắm. Anh em sấy nó cũng khó ăn. Khi nào nó chạy hẳn qua đây này, nó lại vào nhà thôi. Dính mình. Hình như nó thấy mình rồi nha em ơi, nó sắp xe tải. Mày ăn gì chạy nhanh vậy? Ui thằng mày ăn gì chạy nhanh vậy luôn anh em ơi, nó chạy nhanh vãi trưởng ra, tôi thề với anh em luôn. Cái đậu xanh. Thôi kệ nó vậy anh em. Mình không hiểu sao nó ăn gì nó chạy nhanh vậy luôn ấy. Đù. Tốt nhất là anh em ngồi đây nha anh em. Cứ ngồi đây đã, không bị gì phải vội cả. Anh em muốn lên rank cao thì anh em phải từ từ, cứ phải kiên nhẫn. Đấy, cho nó chạy xe lên quanh anh em ơi. Nhiều khi mình cảm giác thằng kia đang chờ để bắn nó mà nó chạy nhanh vãi trưởng. Không hiểu sao anh em ơi, dính cả mình thằng bé vẫn chạy như kiểu siêu nhân ấy. Đây. Mình cảm giác thằng đấy nó bị sao xa đấy anh em ơi. Ui, ngay cạnh mình có người, là thằng áo cam. Rồi ok. Nó kia anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa, nó chạy đây. Đuổi theo anh em. Nó núp đâu rồi anh em? Dã man nhở? Mấy thằng này chơi game kiểu gì ấy anh em? Cảm giác khó nhai cho nó vãi trưởng luôn, tôi thề với anh em luôn. Còn 3 thằng nữa. Rồi bắn nhau có vẻ căng. Thế kia đâu nhỉ anh em? Nhà vệ sinh à? Vãi trưởng, một đứa chơi đồ gì nhá. Thế là kia nó vừa sau ô tô là nhà vệ sinh vậy. Đủ.
mình không biết nói đâu nữa cơ anh em. Nhưng mà là mình cũng phải coi xung quanh, bởi vì là còn tận tổng cả 4 đứa mà mới biết vị trí có 2 đứa thôi. Đang vào nhau rồi đấy anh em. Đang vào nhau rồi đấy anh em, dựng bóng keo liên tục kìa. Đủ, trông có vẻ gắt. Thế còn thằng còn lại đâu? Thằng còn lại đây, thằng còn lại đây. Thằng còn lại đây nha anh em. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây này. Vào đây này, vào đây này. Xong. Đến mặt slow 1-1. Tầm này là đến mặt slow 1-1 rồi nha anh em ơi. Cảm giác hên xui vãi trưởng. Bắt thuốc ra ngoài, bắt thuốc ra ngoài. Ngon thế thì có lợi cho mình rồi, thằng bé đang ở trong. Đang ở trong khu nhà nha anh em nhé. Thôi xong lộ vị trí rồi, vãi cả trưởng. Lộ vị trí mất tiêu rồi, số đen vãi. Nó đang ở trong, mình không có bông keo. Thôi thôi, cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Làm sao đấy Hải ơi, cái đậu xanh này, qua đây. Qua đây. Đang ở trong đấy rồi anh em ơi. Ui, vãi trưởng phóng liệu, thôi thôi. Mình xin, mình xin. Mình xin bạn ơi, phóng liệu mình xin rồi. Sợ nó luôn anh em ơi. Phóng liệu thì cắt quá. Một tặng anh nhá. Cái đậu xanh này. Phóng liệu thế mới chịu rồi. Yes. Top 1. Vậy thôi anh em ơi, bo ra. Yes. Tên tên. Thầy kẹo top 1 rồi nha. Quả phá nãy mình yếu máu vãi trưởng rồi anh em. Ôi mình không ngờ thằng bé có luôn cây phóng liệu 19. Sợ vãi trưởng luôn công ạ. Yes. Cộng 32 điểm. Vâng. Và trận này thì mình chỉ có 2 kill thôi. Sống dai mà anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.